Hello mọi người, đây là mình đây nha mọi người. Ok thì chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình ngày hôm nay nha mọi người. Ok thì tiếp tục chuỗi series làm việc các con vật Lego, chia sẻ về cách lắp ráp các bộ Lego mini như thế này nha mọi người. Ok thì về video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cách lắp ráp một bộ Lego như thế này nha. Ok thì đây là video bộ Lego ngày hôm nay mình vừa lắp ráp xong nha mọi người. Mình vừa lắp ráp bộ Lego này tầm 10 đến 15 phút nha mọi người. Đấy, khá là nhanh nha mọi người, thời gian khá là nhanh thì tùy vào độ khéo tay của mọi người nha. Bộ này thì mình lắp ráp tầm 10 đến 15 phút nha mọi người. Mọi người nếu ai khéo tay thì có thể lắp ráp nhanh hơn mình nha, tùy vào độ khéo tay của mỗi người nữa. Mình thì mình lắp ráp tầm 10 đến 15 phút nha mọi người. Đấy, mình vừa mua bộ Lego này, mình mua vài chục bộ nha mọi người, vì cái giá thành của các bộ Lego này cũng rất là rẻ nha mọi người. Chỉ vì đây là bộ Lego mô hình nhỏ nha mọi người, loại nhỏ hay là cách khác là cái bộ mini đó mọi người, nên nó giá thành nó cũng cực kỳ rẻ nha mọi người, chỉ vài chục k một bộ như thế này thôi.